đến với chương trình Du lịch kỳ thú. Phiên bản 2016 cùng với Sĩ Thanh, cùng với bốn thám tử là ngồi đi để Trinh qua đây đi. Gì vậy? Sao vậy? Để Trinh ở bển đi, để Trinh nhanh nhanh, hôm nay người ta đi phượt với nhau để người ta ôn lại kỷ niệm xưa. Không sao. Để Sĩ Thanh đọc lại lá thư của bạn gửi cho chương trình. Em tên là Hùng, 20 tuổi, em vừa mới có người yêu. Bạn gái em là một người rất thích du lịch nên em muốn thực hiện một chuyến đi phượt hai người thật lãng mạn dành cho cô ấy. Nhưng mà yêu cầu của cổ là phải vừa lên rừng vừa xuống biển. Em không biết phải làm sao, hy vọng các thám tử có thể thiết kế một chuyến đi như vậy giúp em. Rồi xin mời. Rồi, cặp những trải nghiệm đầu tiên của cặp đôi chúng ta. Từ từ. Biết bà này không hiếp từ mày mình không? Nói đi, giới thiệu đi anh. Trời ơi. Và mời các bạn đến với chuyến hành trình vô cùng lãng mạn của Miko và May. Giời, sao thấy mặt hờ hững quá vậy mày? Rồi, thế nào cũng hẹn sớm xong ngồi chờ. Tại sao lại giao nhiệm vụ này cho tôi? Trời ơi. Sao Miko luôn lúc giờ? Được có một ngày nghỉ à. Phải kiểu phụ nữ câu giờ. Đáng lẽ phải đi đâu đó chơi. À thì cũng là đi chơi nhưng mà sao lại phải đi chơi theo kiểu này thì tôi không thích. Trời ơi. Đi chậm vậy mày, đi chừng nào mới tới mày. Ông này ông rề lắm. Ôi đón Lan Kinh nhà cậu dạ. Rộng quá mà. Dạ. Hả? Trời đất ơi, bỏ đi phượt mà bắt tôi vậy đó. Lãng mạn đúng không? Đúng, đúng nhưng mà suy nghĩ của Miko đó là lãng mạn là mình phải đi lên rừng, đi xuống biển. À đúng rồi. Lãng mạn như là Đà Lạt, Sa Pa. Xuống biển thì mình có thể đi Hạ Long, Nha Trang. À, hôm nay đi Cần Giờ, Ủa là sao? Này! Trên! Kỳ ơi! Cần Giờ cũng đẹp mà là đỏ kỳ á! Người ta đang chuẩn bị tâm lý đi xa rồi! Mà không được! Giờ không làm nhiệm vụ này về bị bà thư ký kia bà càm ràm nữa mệt lắm! Miko ơi! Nói nghe nè! Bộ đồ gì đâu như siêu nhân vậy trời! Thôi vậy cũng là một chuyến đi chơi thôi mà! Đà Lạt! Đâu? Người ta chuẩn bị thư ba nữa vậy? Đồ bỏ họ! Anh nghĩ sao bây giờ kêu khu râu này đi Cần Xịn, đi Cần Giờ, đi Cần Giờ thì tự lái xe đi cũng được! Ngày mà nào cũng đi quay, ngày nào cũng đi làm, lâu lâu em mới có một chuyến đi chơi kết hợp với đi làm, em muốn đi chơi. Mà hôm nay là chuyến đi lãng mạn, anh tới nhà nè, anh có hoa gì tặng em không? Bây giờ có đi làm nhiệm vụ không đi bảo? Tôi bực rồi đó. Tôi đâu có gì bảo là lên Đà Lạt xuống Nha Trang. Tôi đâu có bảo là đi tới lãng mạn, lãng xẹt, lãng gì đâu. Cái đó giờ bạn suy nghĩ ra hết nha. Bạn suy nghĩ ra hết nha. Tôi cũng không có bảo là bạn là mặc cái bộ đồ này như thế này. Nói được chưa? Ok, em chấp nhận đi Cần Giờ cũng được. Nhưng mà anh phải có cái gì đó bù đắp cho em. Anh làm cho người phụ nữ tưởng tượng thì đó là lỗi của anh, không? Lỗi luôn luôn nè mỗi đàn ông. Phụ nữ luôn luôn đúng. Gì vậy? Laura hả? Đó, có quà cho tôi. Cái đó mới gọi là chuyến đi lãng mạn được. Trời đất ơi. Phải rõ ràng, phải có hoa. Trời ơi, phong cách thám tử gì kỳ vậy ông nậu ơi. Các chàng trai đi tới chơi với người phụ nữ mà không có hoa tặng là không được, là không lãng mạn. Sáng sớm em hái hoa hồng ban cho bao người qua. Ủa sao thay đổi dạ? Phong cách khác hẳn quá Phượng. Nãy giờ ông đợi tôi mà. Đây, hoa của Miko. Đây. Một bó đó hả? Thì một bó. À, nhìn giống măng dạng thọ quá ha. Tôi thấy cái này cũng đầy tình cảm, cũng may với lại có thể hiện sự chung tay. Đây là bó hoa đẹp nhất mà Miko thấy. Nghe nói là Miko thông cảm. Thật ra là được giao cái nhiệm vụ này là nó không có đúng thời điểm, cho nên là buộc phải chọn vòng vòng thành phố đi cho nó tốt hơn, đỡ tốn tiền. Thật ra cuối tháng rồi, hết lương rồi. Chứ đi chuyến đi này á, bà thư ký kia kìa bà cung cấp cho tờ đồng xu các bạn nào đâu. Phải tự bỏ tiền nó mà đi đó. Bởi vậy bây giờ trong túi còn có đúng 1 triệu, Miko còn tiền không? Miko còn tiền không? Mình góp cho mình đi chung. Em sẽ đi nhưng mà tiền thì em không có. Đi. Cái vụ này căng rồi đó. Đi thôi anh ơi. Lẹ đi. À, đổ đồ hả trời. Đi. Rồi. À, phải lãng mạn mới là lãng mạn á hả? Rồi, lên đường. Nhìn tốc độ xe đạp không ơi? Thiệt á, lâu kinh khủng em luôn chạy cho tới. Ai nói xe này phân khối lớn. Tôi chưa hề đóng cho bạn chứng nhận cái xe tôi lớn rồi. Lớn rồi. Ai, ra, mà cái máy còn bự hơn xe máy tôi nữa. Cái máy nó bự nhưng mà cái phần khối nó nhỏ. Lo người biên tập bao nhiêu tiền để đưa bài hát này vô.
Câu mà thật sự lãng mạn đi. À, làm thơ đi. Hôm nay qua phà Bình Thạnh, gió thổi mặt sông long lanh. Đột nhiên em cảm thấy lạnh. Thật là trời đang nắng ấm. Cái gì vô duyên. Tự nhiên trời đang nắng mà cảm thấy lạnh. Người con gái chuyến đi lãng mạn, tao nói thấy lạnh là biết rồi. Ta nói con người ta khi yêu á, người ta làm những cái chuyện cho dù nó có khờ khạo nhất thì vẫn cảm thấy là lãng mạn. Lãng mạn phải cứ gắn với thiên nhiên là lãng mạn à. Cảm giác thật là lạ khi lần đầu tiên có một người con gái rút dưới cánh tay. Ghê quá. Giữa khung cảnh lãng mạn này, nắng chang chang nè. Vàm sát. Chụp hình selfie đi anh. 1 2 3. Tôi nghe đồn cái con này rất yếu nên không thể chạy xe qua được. Nó không có lãng mạn qua. Đúng đó. Hey, cái cầu này lãng mạn. Đi ngang qua là có cá sấu ở dưới nhiều lắm. Bởi vì đâu dám lộ qua đâu. Mát thiệt. Sao trời nó mát dữ vậy trời. Ví dụ như mà xe bị giật khá gấp em là anh phải vậy nè. Em có sao không? Nhưng mà anh phải canh cho đúng nha, không có được thấp xuống một chút là hết lãng mạn. Cái này đúng, nó chỉ là có những cặp đôi lãng mạn thôi, tại vì cặp đôi thì họ mới có thể ôm cứng ngắc vậy luôn này đó. Tự tưởng tượng đi. Cứng ngắc vậy luôn này đó, ôm vậy thôi là ra sau không được, ra trước không được. Đang ôm, còn Mico là đang được ôm. Ây da, cái này hơi khó khăn đối với những người chân ngắn. Không biết nói là hơi khó khăn với phụ nữ. Mấy cho em thay lại bộ đầm trắng sáng nha. Nó mới hợp với du thuyền sang chảnh. Thôi bây giờ May cho May cô một cái bộ mới nè. Bộ này được người ta gọi là áo phao. Đây chúng ta đang ở trên một du thuyền như là Mico nói, và đi trên một dòng sông lững lờ có tên là Vàm Sát. Đường ngập mặn, đúng rồi, nước mặn, nước mặn. Sóng đánh. May có bị say sóng không? Trước đây thì có. Tự nhiên chuyến đi lãng mạn xong rồi cái cuối cùng May bị say sóng, cái giặt dẹo luôn, chắc cũng vui. Không thì mình phải nghĩ sao là say sóng thì phải say sóng một cách lãng mạn. Người con trai sẽ tựa vào người con gái chẳng hạn. Không lãng mạn gì hết. Mấy bạn gái phản đối 1 triệu, mấy bạn nữ đang phản đối. Ủa không lãng mạn hả? Đúng rồi, muốn lãng mạn thì đòi hỏi là phải khỏe mạnh. Nên tốt nhất là chúng ta hãy rèn luyện bằng cách đi thiệt là nhiều, trải nghiệm thiệt là nhiều, để các trạng thái say xe, say sóng giảm bớt. 1, 2, 3. Wow. Không biết chuyến du thuyền này hết nhiêu tiền ta. Có khi nào tối nay trưa nay mình phải nhịn ăn trưa không ta? Thì đây bản hiệu có rồi, khu bảo tồn tràm chim. Hiện tại bây giờ thì cặp đôi thám tử của chúng tớ đang được đi trên một con đường vô cùng lãng mạn, sâu vào trong lõi của khu rừng. Tiểu với hai bạn, đây là cái tổ con chim vạc. Thì cái mùa chim làm tổ thì thường nó tập trung từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch hàng năm. Theo thống kê không đầy đủ nhưng mà theo kinh nghiệm thì không biết là có khoảng trên 30 loài. Trên 30 loài? 30 loài chim nước á. Chim nước. Còn có nhiều loài chim không phải là chim nước thì nó có thường xuyên quanh năm ở đây. Rồi May có bắt chim không? May hứa dẫn mấy cô đi coi chim. Cái này khu bảo tồn May cho bắt. Wow, đẹp quá nha. Rộng quá chừng rộng luôn. Giờ ở đây là mình được ngắm rất nhiều loài chim khác nhau. Ngồi gần nhất là con chim trắng bên kia kìa. Đậu trên ngọn cây luôn kìa. Thường là cặp đôi lãng mạn có song sắc là sẽ
có móc khóa không? Khóa này lại, khóa lại, ghi tên hai đứa mình lên, khóa lại, thả đây. Rồi giục chìa khóa đi. Không có hả? Cột cái gì đi? Anh có cái khăn gì không? À anh có cái găng tay đó. Cột chung với em. Thì có vụ cột nó vô nữa hả? Tí nữa gỡ, chứ đâu có. Tí nữa phải gỡ, của tôi mua mà. Chứ không có để vô môi trường. Không để là gì ngoài những dấu chân. Không lấy đi những gì ngoài bức ảnh. Không viết gì ngoài thời gian. Đúng rồi, người nhà anh có khác mặc áo nhà anh luôn. Lát nữa ông sẽ nhảy, tự nhảy xuống đó. Đi. Cái này tôi phải lấy ra chứ. Của tôi mua mà. Giống như là từ đầu Miko và May có giới thiệu á, thì các bạn chỉ cần đi một quãng đường ngắn thôi là có thể trốn ra khỏi thành phố ồn ào để đến với một khu du lịch có rất là nhiều những trò giải trí để chúng ta còn càng ngày càng gần gũi hơn với thiên nhiên. Miko thấy là có những cái mà hai đứa chưa thử nữa, ví dụ như là câu cá thòi lòi. Có thấy khu vực câu cá thòi lòi mà chưa được câu nè. Câu cá sấu. Câu cá sấu thì Bạc Dô đã từng thử câu rồi, mình không cần. Không làm nữa. Và còn nhiều nhiều cái mình có thể khám phá hơn nữa. Sau đó mệt mỏi thì các bạn có thể ra nhà hàng này để thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một bữa ăn cũng rất là lãng mạn bên nhau, rất là tuyệt vời. Ước gì tôi được đi với một người. Tôi không cần nghe nữa ha. Tôi mang cũng lại ước cho gì tôi là tôi được đi với một cái người khác để mà tôi ăn uống cho ngon lành. Tôi cũng cần đi với một cái người làm sao để tôi ăn cho ngon miệng hơn chứ. Miko đã cố gắng hết sức làm ra những cái hành động chỉ các bạn là lãng mạn nó phải như thế nào. Nhưng mà lãng mạn là từ tâm mà, không có thể chỉ được. Bởi đúng rồi, thực ra hai bạn có cố đóng giả là một cặp đôi yêu nhau thì có cố gắng cách mấy thì nó cũng chỉ là dừng ở chữ cố gắng thôi. Cố thật. Tôi xin nói là miễn bình luận, no comment, ok. Bó tay rồi. Rồi, nếu mà mọi người thấy cái độ lãng mạn nó chưa có tới thì bây giờ xin mời tăng level. Ủa nữa. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7. Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước. Những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.